đánh chia, thôi thì đánh chia tay nhau, tiền từ bên nơi xứ xa, hãy trao cho nhau lời cầu nối. Vừa lại trao thân ở đâu, không chẳng vừa vai gì ta, mà nghe con tim như đau anh trao. Thôi thì thời gian đã hết, anh mong nhìn em bước đi. Nhói đau, tim tôi mệt mỏi. Mong người giờ đây thắp qua, đừng là mà hơi cách ly. Người ơi, tôi đã quay tay em rồi. Mặt tim thơ con cây, không phải trong tí gió mưa. Người ơi em đã khuất xa như trời. Mặt có biết nơi đây, anh ai cố gắng không thể qua cô đơn đâu, đường về mình sẽ quên xa. Mình tối lên đây sẽ biết đâu, cầu mong sao cho em bình yên sống quay về online. Hỏi thì thời gian đã hết, thành lòng nhìn em bước đi. Nhói đau tim tôi bật loa hô. Hôm người xưa đây khóc hoa, khóc được vào nơi cách ly. Người ơi, tôi đã quên xa em rồi. Đường mặt đi kế trong cây, đường mạnh trong tim gió mưa. Người ơi em đã mất xa trong trời. Mặt có tim nơi đây, mình anh cô đơn vẫn cả. Không lẽ mơ cô đơn đâu, từ về tình ta quên xa. Mình tối nơi đây, chỉ đau. Không mong sao cho em, tình yêu không quay trở về. Đường vắng khi thơ sân trên, gặp mặt trong tim gió mưa. Người ơi em đau khóc xa trong chân. Mặt có tim nơi đây, anh ngang cô đêm muốn thật thơ. Trong lẽ mơ tôi đêm đông, đường này từng phải quên mơ. Đừng tối nơi đây, tình đâu. Cầu mong sao cho em sớm quay trở về. À, tôi mập nhọt quá. Ở Bảo ơi, ông trời nó mập thì ta nói thật không chịu. Ở đời ông trời ông cho mình cái số. Mà cái số của Bảo thì lúc nào cũng đẹp. Mà nó sang, chứ không phải là đẹp đơn giản các bạn. Để nó sang là sao? Cái tướng cái body nó đẹp sẵn rồi. Mà nó cộng thêm cái các bạn biết thật đó là già trắng với bông bụng. Thì đâm ra nó sẽ là sang, đúng không? Mà biết chọn đồ mặc nữa thì lúc nào bạn thấy cái người như vậy lúc nào cũng trẻ mà đẹp hết. Thành ra là thứ bảy ngày mai đây là thánh nữ sẽ tốt hơn nếu mà làm MC cho giải quý cái tâm này là sẽ nổi. Chủ yếu là vui thôi, đúng không? Không cần đóng. Anh nghĩ là vui, như thế nào mà có tốt hơn đúng không? MC ngày mai là đầy nhất cung. Bất kể là quanh sáng ngày mai đúng không? Ngày mai là không biết được tốt hơn có nhận lời không? Hồi nãy chưa thấy lên tiếng. Thành ra là tham mà tốt hơn được nha. Alo, mến chào các bạn, có nghe tiếng nói của